sếp với quà. Xin chào mấy bạn nha. Này là mẫu mới của Sellgate nha mọi người. Cảm ơn. 오늘 기분이 어때요? 제가 저보다는 선수들이 좀 더 긴장되지 않을까요? 근데 긴장한도 없어요? 제가 긴장이라보다는 조금 걱정은 되죠. 애들이 처음 나가는 애들이 많으니까 긴장하지 않을까 좀 걱정되는데 그래도 보면 겉으로는 뭐 표정이 좋아 보여서 다행이에요. 오늘 뭘 준비했어요? 뭐 어떻게 이건 어떻게 얘기해야 되나? 비밀이야. 네. 감독님께서 비밀이라고 하는. 네, 비밀. 그냥 뭐 준비한 대로만 하면은 잘할 거니까 너무 긴장하지 말고 잘했으면 좋겠네요. 그치요. 아. 고맙습니다. các cháu cũng mới, anh rất là ngoan, ngồi chung một bàn, bonding các thứ. Anh em đi. Quay chưa, quay chưa? Chết mày. Thế này được. À, các chuyên viên của VCS mới có chơi em thấy làm sao? Dạ thấy nó nhanh gọn lẹ. Nhanh gọn lẹ hả? Dạ. Em hài lòng với lại makeup look này không? Dạ có, hài lòng. Em cảm thấy tăng thêm được bao nhiêu điểm đẹp trai cho em? Dạ chắc là 10. 10 hả? Tức là bình thường em bao nhiêu điểm? Dạ bình thường em có 5 6 điểm mà makeup xong lên 10 luôn. Gửi lời cảm ơn đến các chị đi. Dạ. Em gửi lời cảm ơn tới các chị makeup. Quẹo của tại. Ủa, buồn. Xin chào mấy bạn nha. Sao bạn cảm thấy hôm nay mặc cái áo của Sellgate nhưng mà màu đen hơn thôi? Này là mẫu mới của Sellgate nha mọi người. Mới thiết kế. Cảm xúc hôm nay như thế nào bạn? Hôm nay rất là vui. Tại sao vui? Tại vì sắp được đấm hàng cu Sellgate. Có lời nào muốn gửi tới các thằng cu không? Chúc mấy bạn thi đấu tốt nha. Thi đấu hết sức mình. Còn bạn thì sao? Bạn có hết sức mình không? Sẽ hết sức đương nhiên rồi. Họ muốn Baron vào thời điểm này. Pudding đây thì chuyển qua, Pudding chuyển, Pudding lướt tới để xem được chiêu bài này. Anh ta vẫn giúp đấy là anh ta đang bị đứng bất động, anh ta đang bị chứng một cách bất động và anh ta phải lùi về. Ui! Elio, và đây điểm cần thiết của nó bắn chúng ra. Pudding sẽ phải nằm xuống, giữ chân Hiếu Hoa là rất là hay. Xe đang phải bỏ chạy, Hiếu Hoa bật đồng hồ và Hiếu Hoa hết rồi, sau đó mất tốc biến có thể thoát đi. Yoshiro muốn end game, đang trừng phạt của Hiếu Hoa và pha cười. Yoshiro muốn end game, Yoshiro đây muốn end game. Đây rồi, đang là những pha ngăn cản, Zen cản được Richard. Con gấu nó đang tắt vào người Richard. Đây là những cái tắt đầu đợn. Đây thì không về này. Một tắt, một vả đây. Hai hô. Quan trọng là như thế này, tại vì bên kia nó không giống mình, nó phải nó là những người gây ra, cho nên cái kiểu hai cái đánh của hai bên nó sẽ giống nhau. Quan trọng là khi mình tấn công á, đúng không? Mình dứt khoát và mình bóc được cái thằng mình có còn hay không nữa. Đánh chủ động lên, đánh đúng không nhau. Giám đốc viên, scrim할 때 너희한테 아 이거 대회 할 수 있겠어 이런 식으로 물어볼 정도도 있지, 그지? 나 엄마 mình đánh phòng thủ, mình đỡ những cái kế hoạch của nó này nó cũng tốt, nhưng mà cái việc mà mình mà không đánh chủ động, không đánh tấn công nữa là cái trận đấu nó cứ trôi đi không à. Mình đánh mình đích nhưng không tới đầu trận cái gì trận đấu mà đầu trận mình không làm này hết.
오케이? 네. 어, 긴장해서 숨을 수 있어. 하지만 나가야 이길 수 있어. 그럼 bây giờ bây giờ kiểu mình cũng hơi hồi hộp này đó, kiểu cho nên có cái này cái kia mình cũng làm sẽ mắc lỗi, nhưng mà nếu mà mình không làm á cứ mời mình chạy thua. OK, bắt đầu bắt đầu. Gặp lại anh em ơi. Đình Hiếu Ba, Hiếu Ba móc vào tường, anh ta bị hất tung lên, Đình Chính Khái nhưng khi đang qua thì chấn tâm đầu mặt ra chứ không hỗ trợ như ba được. Hiếu Ba nằm xuống, Richard đang cũng nhiều hơn, Thiệu Quân cũng giữ chân của thành viên. Pudding quay đây là bắn bắn một lượng bóng rất lớn tung lên, không thể cản phá và đang giữ chân được ba Shiro. Pudding lướt lên để tấn công vào người ba Shiro, anh ta từ chiếc điểm ba Shiro, ta không bắn được ba Shiro. Ikigai vẫn đang cũng đang hỗ trợ chiếc bóng được phút một, chiếc điểm được phút một vẫn đang là phòng thủ. Phút bảy Ikigai làm gì đây? Ikigai không làm gì cả, Pudding đang bắn và tay chiếc điểm được sau cầu thủ. Còn đó là phía bên này, Ikigai đánh cao và không được né khỏi quan địa chấn, đang cố gắng bỏ chạy phi thẳng đến từng chen và xong game rồi. Team Flash thắng cuối cùng trong cặp trận đấu này. OK, 무슨 얘기 하는데 얘들은? 첫 경기였어, 그지? 첫 경기 막 때문에. 좀 더 잘 나오는 게 아직 안 나오는 거죠? 뭐랑 대화 막 하는 게 약간 우리한테 아쉬웠던 거.